Xin thưa bà con bác, hiện tại ba mẹ con đang đứng đây là đầu đường Nguyễn Văn Mai nè, cái đường Hai Bà Trưng. Bên kia có nguyên cái bản thuê nhà tổ bố luôn. À, sau Tết là bắt đầu là tiếp tục làn sóng cho thuê nhà. À, con đường này đường Hai Bà Trưng. Rồi giờ mời bà con và bác lên xe để cùng với ba mẹ con đi dạo Sài Gòn sáng ngày hôm nay. Nhà sách ta xa xa Tân Định, hồi xưa đây là rạp Kinh Thành. Bên tay trái này là bệnh viện quận nhất rồi bà. Đây, hãy vô cho bà con bác xem. Thôi, nằm đi đường kia đi. Đi qua nó hơi ngược đường. À, bên kia là chợ Tân Định. Bệnh viện quận nhất này là hồi xưa nó là chẩn y viện quận nhất đó bà con. Đây là tiệm bánh mì Dương Lan. À, bánh mì Dương Lan này nó khác với bánh mì Dương Lan ở trên quận nhất ha. À, này cũng quận nhất mà. Ở đây mà không có ha, nó vắng. Trời ơi, trời nè. Nhà cho thuê nè bà con. Ghê quá, ghê quá. Đường này đường Trần Quốc Toản. Đường Trần Quốc Toản này hồi xưa là đường Nguyễn Đình Chiểu. Xe ba mẹ con không có kèn, nó bị hư kèn rồi. Giờ phải giơ bằng tay. Không giơ tay người ta không biết. À, đây là chợ Tân Định. Này là cái khu bán đồ ăn nè. Giờ mình đi dạo vô một vòng. Đường này đường Mã Lộ. Lộ là đường, Mã là con ngựa. Vậy là con đường này hồi xưa con đường dành cho ngựa đi. Thơm ở đây cho ăn thử nha bà con. À, cho ăn coi thử có ngọt không. À, đây là chợ Tân Định nha bà con. Mình đi vòng chợ Tân Định, ba mẹ con thấy nó cũng lẽ là nó hơi bị vắng á. Dù rằng là tầm giờ này là 8-9 giờ rồi đó. À, bà con bác có cảm nhận là nó vắng hơn trước Tết rồi bà con. Người bán họ chuẩn bị hàng hóa nhiều hơn là người ta tới người ta mua nha bà con. Con đường Bà Lê Chân nè bà con quá, hình như tình hình sau Tết thì có vẻ là nó hơi trầm lắng hơn chút xíu ha, trái ngược với cái lại cái đầu năm, cái hồi cuối năm. Đầu quýt nè. À, bà con quá không? Bà con quá không thấy cảnh mua bán đâu phải không? Ok. Đa phần là người ta giống như cái kiểu giống như là ba mấy con thấy giống như kiểu dọn hàng ra vậy đó. Rồi nếu mà có tới thì ta mua mấy cái thứ như là cái cây hay rau củ gì đó. Chắc có lẽ là
sau Tết đồ ăn trong nhà nó cũng còn ê hề, cho nên giờ người ta chỉ mua thêm mớ rau hay miếng trái cây gì đó thôi, mấy cái đồ mà để lâu không được á. Con đường này là con đường Bà Lê Trân. Cà chua. À, con đường này đường Trần Quang Khải nữa mà. Hủ tiếu Thái Lan. Rồi bên kia kìa, nhà cho thuê đó nữa. Bánh cuốn Ba Miền nó mở thêm đây nữa nè. Bánh cuốn Ba Miền này Ba Miền ăn thấy nó cũng được à, không xuất sắc lắm. Ba Miền Gò thường hay bánh cuốn Ba Miền này ngay chỗ đường Đề Thám đó mà không? À. Đây là đường Trần Nhật Duật. Rồi bên tay trái nè, hồi xưa đó là trường Quỳnh Thị Nga nè. Rồi quẹo trái vô đường Đặng Dung. Rồi vô đường Đặng Dung này thì ở đây có là nơi mà hồi xưa là gọi là biệt động Sài Gòn đó bà con có thấy không, cái cờ đó, cờ đỏ với sao vàng với lại một cái nền màu đỏ với màu xanh dương. Nơi đây là nơi biệt động Sài Gòn. Bây giờ nó như là tiệm cà phê Đỗ Phủ á, hay là cơm tấm Đỗ Phủ gì nè, cơm tấm Hàn, à, cơm tấm Hàn Quốc. À. Vừa bán cà phê mà vừa bán cơm tấm đây nè. Cái tiệm đó là từ năm 1946 thôi ta, là lâu đời lắm á. Còn bên tay phải là cái căn nhà này hồi xưa là nhà của một cái ca sĩ rất là nổi tiếng. Rồi đường này là đường bây giờ nó mang tên gì ta, đường Nguyễn Văn Nguyễn nè bà con. Đây là đường Nguyễn Văn Nguyễn. Hồi đó con đường này tên là đường Nguyễn Hữu Cảnh. Bên tay trái này vẫn còn một cái nơi nó cổ xưa xưa rồi quá. À, cái này, cái tòa nhà này ba mày có thấy có vẻ giống như cổ xưa xưa rồi nè. Mình mà đi thẳng này là mình đi tới một cái nơi người ta gọi là sớm chùa. Ở đây có một cái bia Tổ quốc ghi công nè bà con. Đời đời nhớ ơn anh hùng liệt sĩ. Vào lúc 4 giờ sáng năm 1968 á. Đường này trường Trần Quý Khánh. Tiệm cà phê Cây Bông Giấy. Mình ra lại con đường Trần Nhật Duật.
phải này là đường Trần Khánh Dư. Này đường Trần Khắc Trân, ở đây có cái ngôi chợ nè bà con. Ở Việt Nam mình đó, ba mẹ cậu mới thấy đi ngang qua gì tấm chắn bằng thảo dược. À, dân Việt Nam mình đó là dân da vàng nha bà con. À, cho nên thì lại thích cái chiều gọi là đi tấm chắn. À. Đủ thứ loại tấm trắng, và có rất nhiều người đã làm giàu lên bằng cái nghề đi tấm trắng cho người khác. Trong khi đó bà mày còn thấy mấy cái rừng mà rừng Tây á bà con, nó da nó trắng nhách, vậy nó qua Việt Nam này nó lại thích đi phơi nắng để cho nó da nó nâu nâu. Ngộ ha, cái da của mình ở đây ở nước ngoài nó gọi là da mà da dân nhà giàu á bà con, nước ngoài nó khoái cái làn da của mình lắm. Làn da đen thì nó không thích đâu, nhưng mà làn da này nó nâu nâu là nó khoái. Cuộc sống có nhiều cái khó hiểu ha. Rồi đường này đường Trần Quang Khải. Bởi vậy sống trên đời này khó. Người ở xứ này cứ mơ tưởng, có nhiều người sống ở Sài Gòn cái tối ngày cứ mơ ước mộng được đi qua nước ngoài, đi Mỹ. À, trong khi đó bà mày còn thấy trên YouTube luôn, cũng có nhiều người ở Mỹ, dân Mỹ luôn, nó lại thích sống ở Việt Nam. À, thích sống ở Hà Nội, thích sống ở Sài Gòn, nó cho rằng là xứ Việt Nam này là một cái thiên đường của nó. À, nó cảm thấy nó an toàn. À, nó thậm chí bà mày còn có coi một cái phim mà coi như là có một YouTuber người Mỹ hiện tại đang sống ở Việt Nam, đang làm YouTuber luôn nè bà con. À, nó nói rằng là nó sống ở trên quê hương của nó đó. À, nó sống trong cái cảnh hồi hộp lo sợ về vấn đề mà cái lâu lâu nó xả bùm bùm á. À, cho nên nó cảm thấy nó bất an, nó sợ lắm. Và nó tới Việt Nam này là nó cảm thấy đây là một cái nơi mà thiên đường. À, và nó đã dọn qua đây nó sống luôn. Trung tâm văn hóa đa năng nè bà con. Đây hồi xưa đó là rạp văn hóa đa cao nè. Sau này đó từng đây là mở cái quán cà phê Cát Đằng. Thậm chí có nhiều người Mỹ lúc mà thời gian đầu làm YouTube đó mà chưa có ai xem á, để lấy lòng người Việt Nam á. Xin thưa bà con bác hả? Nó còn làm những cái trò mà cái kịch cỡm mà cái như là để chọc cười cho dân Việt Nam nữa kìa. Là đi mặc nó là con trai người Mỹ. À, nhưng mà nó mặc váy đầm, nó mặc cái váy đầm nó đi vô mấy cái chợ, nó nói dân Việt Nam một trận cười bể bụng đó, để lấy lòng người dân Việt Nam đó không, để câu view rồi này nọ đó, làm những cái trò kịch cỡm như vậy luôn á. Thì để mà nói ra đi bà con có thấy, trong khi đó người dân Sài Gòn mình đang sống trên đất nước Sài Gòn của mình thì lại đang tìm cách hàng ngày cái tìm cách để được đi qua Mỹ, trong khi dân ngay giữa dân Mỹ thì nó lại đi nó tìm cách nó rời đất nước của nó để nó đi qua một cái nước khác nó sống. À, xã hội lúc nào cũng có như thế, hay người ta còn nói là được voi mà đầu tiên á. À, người mình vẫn vé số. À, đây là đường Đinh Tiên Hoàng, ở đây là cầu bông. Bên tay phải này xưa có cái tiệm chè Hiển Khánh ở đây nè. Rồi nhìn qua bên góc đường bên kia xưa có tiệm bà bán cháo lòng. À, đây là cầu bông nè.
Hồi xưa đây là đạp casino Đa Cao. Ở đây có tiệm phở Hùng hay phở Hoàng gì nè. Rồi bên đây là xưa là bệnh viện cảnh sát quốc gia á bà con. Cảnh sát quốc gia quận nhất cái bệnh viện nó nằm đây. Con đường này là con đường đường gì ta? À, đường Nguyễn Phi Khanh. Con đường này thì nổi tiếng nhất là đi gọi đầu hớt tóc thanh nữ. Hồi xưa là hớt tóc thanh nữ mà con à, nhưng mà bây giờ ở đây là gọi đầu à, kính thưa các loại gọi đầu mà độc đáo lắm mà con. Bây giờ là nhiều người thích đi gọi đầu lắm, thậm chí mà tuốt xuống dưới Bến Tre đó, xin thưa bà con cô bác, ba mấy cô còn thấy còn độc đáo hơn ở Sài Gòn nữa. Ở đây ta gọi đề cái chữ gọi đầu thôi là mình vô là mình biết mình vô mình gọi đầu à, sáng sớm mở mắt ra cái bà mày gọi thấy cũng có nhiều người đi vô gọi đầu à, nhiều tìm gọi đầu lắm đó. Đây nè, sáng sớm mở nè, có nhiều người sáng ngủ dậy ở nhà ông gọi đầu đi vô đây gọi đầu, mà gọi sao không hiểu sao mà gọi luôn tới trưa luôn á bà con à, ở đây là gọi đầu. Hồi xưa trước khi mang tiếng gọi đầu thì ở đây là hớt tóc thanh nữ. Còn ở dưới Bến Tre còn độc đáo hơn nữa bà con. Tại vì vô đây để chữ gọi đầu mà gọi từ sáng cho đến trưa mới xong. Giờ ở dưới Bến Tre đó, thấy vậy á, thấy nó kỳ cục quá là sao á, cái tự nhiên người ta thêm cái chữ nữa. Cái gì cà phê gọi đầu. Ở đây có Sơn Trà Đình. Xe gắn máy được rẽ trái nè. Rồi mình quẹo qua đây, con đường này đường Nguyễn Hữu Cầu. Con đường này là hồi xưa là đường Trần Văn Thạch. Bún mắm lẩu mắm chị 13. Ghê ha. Chị 13 có một cái bộ phim tên này nè. Con đường này là đường Thạch Thị Thanh nè bà con. Thạch Thị Thanh này hồi xưa trước năm 75 tên gì ba mẹ cô không nhớ, bà con các bác nào có nhớ xin nhắc giúp ba mẹ cô chứ. Rồi bên tay phải này nè là hồi xưa đây là rạp Kinh Đô nè, hai tên tiếng Anh của nó là rạp Mô Đẹp á. Sau năm 75 đến thập niên đầu thập niên 2000 nơi đây là trở thành một cái trung tâm internet à, cái thời mà internet mới du nhập Việt Nam là nơi đó là có mấy trăm máy, 300-400 máy là làm nguyên một cái khu luôn, 300-400 máy internet. Mà giờ nhà nào cũng có internet hết trơn rồi, cho nên mấy cái này là phải đóng cửa thôi. Đường này là đường Hai Bà Trưng. Ở đây có cái nhà thờ Tân Định nè. Ba mẹ cô thấy cái từng đoàn xe, có xe đưa đón học sinh đi học trường học cơ sở Hai Bà Trưng. Có à, cái trường Hai Bà Trưng này là có xe đưa đón học sinh luôn hết ta. Hay quá ha. Giống như cái trường quốc tế gì đó. Thường á, mấy cái trường công nhà nước á bà con ít khi nào mà có chuyện mà xe đưa đón học sinh lắm nha bà con. À, nhưng mà ba mẹ còn thấy cái trường này có xe đưa đón học sinh là xịn á, xịn sò đó. Tại trường đó là trường của nhà nước mà có hay á.
mà xe đưa đón vậy nó cũng tiện lắm bà con. À, đỡ phải tập trung phụ huynh đưa đón trước cổng trường đông đúc, tránh kẹt xe. Mà lại tạo công ăn việc làm cho những người lái xe nữa. Đây là ngã tư đường Hai Bà Trưng. Ở bên kia cái lùm cây xanh xanh đó, hồi xưa đó là nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi á. Nghĩa trang đó là nghĩa trang dành cho giới đại gia Sài Gòn xưa đó. Hồi đó mà dân nhà giàu có tiền hoặc là có công, có chức, có quyền lắm mới vô được nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi nha bà con. Phải gồ quẹo phải.